Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị trộm đột nhập và còn bái lại bàn thờ trước khi lấy tài sản. Đây là cách xử lý có 102 của ca sĩ Ngọc Huyền. Cách hành xử của nghệ sĩ Ngọc Huyền với kẻ xấu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người nảy sinh những hành động xấu như cướp giật, trộm cắp khiến ai cũng phẫn nộ. Mặc dù đang ở Mỹ nhưng nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng bị trộm đột nhập, lấy mất tài sản trong nhà riêng tại Việt Nam. Đáng nói, trước khi hành sự, kẻ xấu đã khấn lại trước bàn thờ khiến ai xem clip trích xuất từ camera cũng bất ngờ. Tối ngày 10 tháng 7, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã lên tiếng nói rõ phương hướng xử lý khi có đủ bằng chứng về việc làm phạm pháp của tên trộm. Thay vì làm căng và đưa sự việc lên công an xử lý, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã có cách xử lý đặc biệt. Khi xem lại từ camera theo dõi, với thái độ tên trộm đã biết lại Phật trước khi lấy đồ đem đi, lòng thấy thương và thấy đau hơn là buồn bực vì mất mát. Vì nếu như ai cũng có cuộc sống sung túc, không nghèo khó thì chẳng ai muốn đi trộm bao giờ. Cuối cùng, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết, dù có mất tài sản nhưng sẽ hoan hỷ bỏ qua cho kẻ xấu. Ngoài những lời khen vì lòng thương người của nghệ sĩ Ngọc Huyền, nhiều người lại cho rằng nữ nghệ sĩ không nên bao che kẻ xấu mà cần có hướng xử lý mạnh tay hơn để đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ngọc Huyền, tôi lạc quan dù thất nghiệp vì dịch. Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền cho biết chị thất nghiệp còn chồng bị giảm lương khi giãn cách xã hội tại Mỹ. Gia đình Ngọc Huyền sống tại quận Cam, California. Khi COVID-19 bùng phát, mọi người tuân thủ theo yêu cầu từ thống đốc, không ra khỏi nhà. Cuộc sống gia đình tôi ít nhiều xáo trộn. Mỗi khi 22:30 mọi người đều đi ngủ, 6 giờ thức dậy, bây giờ thời gian không ấn định. Tuy nhiên, điều an ủi là cả nhà tôi quây quần bữa cơm trưa và tối. Tất cả thành viên dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ, lắng nghe nhau hơn. Chị nói, mỗi ngày Ngọc Huyền dành 1 tiếng đồng hồ tập thể thao, sau đó phụ mẹ làm bếp, biên tập các chương trình đã quay chưa phát hành, theo dõi các con học online. Con đầu của Ngọc Huyền, Hà Tiên, luôn ý thức học tập và không cần mẹ nhắc nhở. Còn con út Hà Nam ham chơi game nhưng vâng lời khi mẹ uống nắng. Nghệ sĩ luôn duy trì giờ học tiếng Việt và đàn piano ở nhà cho hai con. Ngọc Huyền cho biết dịch ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của các chủ nhà hàng Việt và tiệm nail. Nhiều chương trình biểu diễn sân khấu, cải lương và hoạt động văn hóa giải trí của cộng đồng người Việt đều bị hủy. Tôi thất nghiệp từ đầu tháng 3 cho đến nay, các show hát của tôi lên lịch sớm đều bị hủy đến tháng 8. Ông xã tôi được công ty cho làm việc tại nhà, nhưng cũng bớt việc, giảm lương, nghệ sĩ nói. Chị nói luôn tin tưởng về tương lai, giữ tinh thần lạc quan, sống tích cực. Nhưng đôi lúc tôi cũng nhói tim, lòng trĩu nặng khi nghe tin về các ca nhiễm, tử vong. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho bệnh dịch chóng qua, mong mỏi cuộc sống của mọi người tốt đẹp, trở lại bình thường, Ngọc Huyền cho biết. Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như 2 huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1990-2000, huy chương vàng Trần Hữu Trang 1991, năm 2001, chị được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2002, sau thời gian qua Mỹ biểu diễn, Ngọc Huyền ở lại và kết hôn với con trai của ca sĩ Thanh Tuyền. Chị chuyển qua hát tân nhạc, tân cổ giao duyên và phát hành DVD ở hải ngoại. Năm 2016, chị về nước làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Cuối năm 2017, chị tổ chức đêm diễn Sử án phi giao, tái ngộ khán giả Sài Gòn sau 15 năm. Hiện dịch xuất hiện ở hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,9 triệu người nhiễm, hơn 119.000 người chết, trong đó Mỹ ghi nhận 587.173 ca nhiễm, 23.644 ca tử vong. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.